Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về một trận đại chiến online rất hay đánh trên Thiên Địa Tưởng Kỳ vào ngày 26 tháng 11 năm 2021. Xin kính mời các bạn cùng đón xem trận đại chiến giữa kỳ thủ Giang Hồ Thân Tư Hạc cầm bên đỏ đi tiên và ngoại tinh lấy khách cầm bên đen. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Bên đỏ đi tiên lập tức triển khai thế trận bằng phần cờ binh 7-1 ngay. Bên đen vương phó 2-3. Binh 3-1. Vương binh 3. Và tiếp theo là tình huống cờ khởi mã đương biên. Bên đen binh 3-1. Chuyển pháo đầu tấn công trung lộ. Bên đen vương tượng 3-5 và biên tiên tiếp theo là phấn cờ nhấc pháo qua để có tư thế bắt tốt. Mã 2-4 chạy mã quy đến từ ngoại tinh đến khách. Bên đỏ cho vật pháo qua. Vương C1-2. Hoành xe và tiếp theo là phần cờ C2-5 để bắt pháo. Trong hình cờ thực chiến, lựa chọn tiếp theo đến từ bên tiên là phần cờ bình con xe có lộ 6 ngay, chứ không đi phần cờ thoái pháo về. Trong bối cảnh mà thoái pháo về thì bên đen của vương có tình huống cờ bình xe qua để chém tốt ngay. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến. Xe 1 bình 6. Bên đen vương không chạy mã đi mà anh cho xe 2 bình 3 để chém pháo ngay. Vương khởi mã qua. Bên đỏ bình pháo qua để nhằm đáy tấn công. Và trong thực chiến của trận cờ thì bên đen của vương lập tức cầm con pháo để vật tượng ngay. Chứ anh không đi từ hướng cờ pháo 3 bình 2 để che đường công đến từ con pháo của bên tiên. Các bạn sẽ cùng đón xem lựa chọn trong chính cục đến từ ngoại tinh đến khách. Pháo 3-7 ngay vật tượng. Bên đỏ dị sọc 5. Vương cho thoái xe về trước để phòng thủ. Xe 9-8. Dị sọc 5 và tiếp theo cho thực chiến của trận cờ, bên đỏ lập tức cho tiến pháo ngay để găm đáy bên đen. Ngoài bên trên đi từ hướng cờ tiến con pháo 8-5 thì sao? Khi đó bên đen hoàn toàn thoái pháo về để che đường ngay. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến. Vương pháo thoái 1 bắt xe, ép bên đỏ phải thoái xe về. Và vương đi tiếp phấn cờ pháo 3 thoái 8 về, đang mượn đường của thiết bình qua lộ 2 để che đường. Trong thực chiến của trận cờ thì bên đỏ lập tức cho tiến xe qua để ngăn đường. Bởi nếu trong bối cảnh đó mà sai lầm phát triển mã thì sao? Khi đó sẽ không hay bởi bên đen của vương có tình huống cờ chạy con pháo 3 bình 2 ngay để có tư thế bắt pháo. Trong thực chiến của trận cờ, các bạn sẽ cùng đón xem lựa chọn đến từ bên tiên. Xe 8-8. Bên đen vương xe 9-8 anh ra xe. Mã 2-3. Pháo 3-3 đuổi xe. Bên đỏ thoái xe về. Vương tiếp tục thu pháo về. Xe 6-7. Vương bình pháo qua lộ 7 để mở đường xe. Bên tiên mã 3-4. Và bên đen tiếp theo vương đi tiếp phấn cờ nhấc xe qua để quản lý điểm cao ngay. Tượng 3-5. Xe 8-6. Bên đỏ cho dâng xe qua để phòng thủ. Bên đen vương bình 3-1. Tốt qua và xe 6-7. Cho thực chiến của hình cờ, lựa chọn tiếp theo đến từ bên đỏ là phần cờ ở mã 9-7. Đây không phải biến hóa hay, ngoài ra có thể phát triển đường cờ bình biên thì có phần tốt hơn. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến. Bên tiên mã 9-7 và bên đen lập tức cho xé tượng qua để có tư thế đánh cày ngay, hình cờ rất khó đi dành cho bên đỏ. Trong thực chiến của trận cờ, lựa chọn đến từ bên đỏ là phân cờ thoái mã về để đánh xe. Ngoài bên trên các bạn thấy ngay, nếu mà chạy xe đi thì bất mã ngay. Các bạn sẽ cùng đón xem biến hóa trong chính cục đến từ kỳ thủ cầm bên tiên là phân cờ thoái mã về, mã 4 thoái 2 để bắt xe của bên đen. Vương xe 7-2. Bên tiên xe 7-1. Vương bình xe bắt mã. Bên đỏ cho phát triển mã qua để lấy thế công và bên đen đi tiếp phấn cờ
rất khó chịu là phớn cờ thoái xe về để cô lập xe mã của bên đỏ. Xe 8-2 đến từ ngoại tin đi khách. Bên tiên xe 8-2, Vương tượng 7-5 đuổi xe. Xe thoái về và tiếp theo là một phần cơ rất hay táo bạo đến từ danh thủ số 1 Trung Quốc. Anh lập tức cho phế xe ngay, dùng xe để chém pháo tạo ra tư thế một đối đôi. Xe 8-4. Và sau hình cờ trên, các bạn thấy ngay đường tấn công đến từ bên đen là vô cùng linh hoạt, trong khi đó hai xe của bên đỏ là không đủ lực. Kênh sẽ cùng các bạn xem nhanh những biến tiếp theo của trận cờ.将军。将军。将军。将军。 Và tiếp theo sau phấn cờ xe 3-8 đến từ bên đen của chiến thần Vương thứ nhất, thì trong thực chiến của trận cờ, bên đỏ đã buông cờ xin thua khi đường tấn công đến từ bên đen là quá mạnh. Một hình cờ mà bên tiên có hai biến chính với phấn cờ dùng xe ăn mã thì sao? Khi đó bên đen có thời cơ dùng xe để tiến chiếu ngay. Tướng chạy tầng 3 thì lập tức là tình huống cờ thu pháo về. Và xe 8-7 để mở đường cho pháo tới 2 để chiếu bí bằng pháo lông. Với phương án trên thì bên đỏ sẽ thua. Có trong một trường hợp khác mà bên tiên cho chạy tới tầng 3 trước thì sao? Các bạn thấy ngay khi đó thì vẫn thua khi mà bên đen vẫn còn đó thì huống cờ pháo 7-2 để chiếu tướng ngay. Ở thoái sĩ V là bị dính pháo lông. Có trong bối cảnh mà bên đỏ cho chạy tướng xuống thì sao? Khi đó thì bên đen chỉ cần đơn giản cho tiến xe chiếu ngay, ép bên đỏ phải chạy tướng V và phần cờ pháo 7-2 để chiếu pháo lồng xuất cục ngay. Như vậy kênh học của Tuấn Lai vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.